tại sao quét nhà ngày Tết là đổ lộc đi? Tại sao cây đào lại gắn với Tết? Mà tại sao người lớn lại phải lì xì trẻ con nhỉ? Cùng mình lý giải ngay những phong tục ngày Tết thôi nào! Nguyên là sơ khai, còn đán thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nghĩ là kiểu sơ khai khởi đầu một cái năm mới ấy, nên gọi Tết Nguyên Đán. Em thì em đoán thôi, em nghĩ là Nguyên Đán có thể là một từ dịch từ Hán Việt Nguyên, tức là một năm trọn vẹn, tại vì kiểu nguyên một năm gì đấy ấy. Còn đán thì chắc là nghĩa là năm, thì Nguyên Đán là một năm trọn vẹn, một năm mới, một thứ mới mẻ gì đấy. Các bạn biết không, Tết là do đọc trại từ chữ tiết. Nguyên là khởi đầu hay sơ khai, đán là buổi sáng sớm. Tết Nguyên Đán được dịch là khoảng thời gian đầu của một năm mới, dần dần được gọi vắn tắt là Tết. Ngoài ra, nhiều người cũng lý giải từ Nguyên nghĩa là sự đầy đủ, tròn trịa, nên người ta gọi Tết Nguyên Đán để mong ước về một năm mới ấm no, trọn vẹn hơn. Đơn giản thế thôi các bạn ạ. Mang lộc đến cho đời mình. Người ta lì xì là người ta để lấy may cho người khác. Sẽ gặp nhiều may mắn hơn và phát tài phát lộc và nhận được nhiều tiền bạc trong năm mới. Theo em thấy thì nếu mà người ta lì xì khác không phải là tiền thì nó mất đi cái sự truyền thống lì xì của dân tộc mình rồi. Truyền thống nhưng mà em cũng thích. Mọi người thường thấy khi mình bảo lì xì ra nó là tiền mới đúng không ạ? Thì tiền mới nó như kiểu là lợi lộc mới, một năm mới nó tốt đẹp ấy, nó như kiểu một cái sự mở đầu cho một năm năm âm lịch, một năm mới tốt đẹp, thế là mình nghĩ vậy. Nó như kiểu lộc tài ấy. Kiểu khi nhắc đến tiền thì mình hay nghĩ đến số 6, số 8, cái hình như là lộc tài thì như kiểu thịnh vượng. Các bạn biết không, tục lệ mừng tuổi đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi và người ta cho là bắt nguồn từ Trung Quốc. Lì xì theo tiếng Trung Quốc là phiên âm của từ lợi thị, có nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn. Có rất nhiều câu chuyện truyền miệng xung quanh phong tục này, nhưng có lẽ phổ biến nhất đó chính là câu chuyện về con quỷ hay xoa đầu trẻ. Tương truyền rằng, thời xa xưa, tại một vùng đất có rất nhiều con quỷ bị các vị tiên giam giữ. Nhưng hàng năm vào giao thừa, các vị tiên sẽ phải về châu trời. Lũ quỷ lúc này thường trốn ra dân gian lộng hành, và đặc biệt là có những con quỷ lại thích trêu đùa và xoa đầu trẻ. Chúng khiến đám trẻ thức giấc và sợ khóc thét. Để giữ an toàn cho trẻ, người lớn thường phải đốt đèn và canh trẻ hết đêm giao thừa. Điều này cũng lý giải cho tập tục thức trong đêm giao thừa của người dân đấy các bạn ạ. Nhưng đáng chú ý là vào một lần, có những vị tiên đi ngang qua thấy cảnh này đã hóa những đồng tiền đặt bên cạnh những đứa trẻ và bảo cha mẹ gói vào tấm bao đỏ để xua đuổi quỷ. Khi quỷ đến, những đồng tiền này bỗng nhiên lóe sáng khiến cho chúng sợ hãi bỏ chạy. Người ta đem câu chuyện này kể cho nhau. Và rồi nhà nhà đều gói đồng tiền vào giấy đỏ rồi tặng cho con cháu để cầu an mỗi đêm giao thừa. Từ đó, tục lì xì vào ngày Tết ra đời. Tuy nhiên, tiền lì xì lúc đó thường chỉ là những đồng tiền nhỏ đựng trong chiếc phong bao màu đỏ để xua đuổi quỷ mà thôi. Ý nghĩa của lì xì chưa bao giờ nằm ở số tiền mừng cả. Nhiều hay ít không quan trọng các bạn nhé! Vì nó đẹp, bởi vì nó đẹp, tuyệt trần. Bởi vì ở miền Bắc mình thì những ngày khác thì không thấy đào, nhưng mà thì yên Tết thì gặp đào nó nở khắp đường ạ. Không những đào mà còn bưởi á, thì em đoán là biểu tượng ngày Tết luôn. Tại vì cây bưởi không thể đẹp bằng cây đào. Mình nghĩ có thể là do cái màu hồng ấy, nó làm cho mọi người liên tưởng đến những cái điều mà tích cực và cảm giác nó rất là kiểu ấm áp, kiểu tình yêu ấy, thì nó có thể nó mang một cái ý nghĩa kiểu nó tươi sáng, nó tích cực hơn. Khi mà nó nở bung ra thì mọi người có thể ngầm hiểu là Tết thì sẽ rất là rực cháy và sặc sỡ và rất là vui vẻ. Em nghĩ là nó cũng là một sự hay ho độc đáo của vùng miền ấy. Kiểu miền Bắc mình thì cây đào, còn miền Nam thì cây mai. Nó như kiểu hai màu sắc của hai vùng miền. Có cái sự kiểu chắc là nét văn hóa riêng kiểu thế. Mình nghĩ là ý kiến của các bạn không hề sai, đó là những lý giải vô cùng logic đấy chứ.
Đào không chỉ phổ biến ở Việt Nam đâu, nó còn được ưa chuộng ở rất nhiều nước trên thế giới, gắn liền với nhiều chuyện cổ dân gian và tín ngưỡng. Đào Thái Lan, một trong những nhân vật bá lịch sử và cao quý nhất tại Nhật Bản, được sinh ra trong một quả đào khổng lồ trôi theo dòng sông. Đào gắn liền với câu chuyện về quả tiên của người Trung Quốc mà người ăn nó sẽ có sự trường thọ. Nhưng nếu như văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản chú trọng vào ý nghĩa của quả đào, thì văn hóa của Việt Nam lại chú trọng vào ý nghĩa của hoa đào. Có sự tích rằng, ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ, cành lá sum suê khác thường. Trên cây đào khổng lồ ấy có hai vị thần tên là Trà và Út Lũy chú ngự, tỏa rộng uy quyền, che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng đến ắt khó tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần linh. Ma quỷ khiếp sợ hai vị thần đến nỗi sợ luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành đào thôi là cũng đủ khiến chúng bỏ chạy. Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Út Lũy phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Để tránh ma quỷ hành hành, dân làng đều cố gắng cắm một cành hoa đào trong nhà mình. Ai không có thì lấy giấy hồng điều vẽ hình hai vị thần linh dán ở trước cửa nhà để xua đuổi ma quỷ. Việc làm này từ đó trở thành thông lệ cho đến tận ngày nay. Dù càng ngày, người ta không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh nữa, nhưng tập tục chơi đào ngày Tết vẫn được duy trì bởi những lý do riêng. Người ta tin rằng năm mới, hoa đào nở rộ sẽ mang lại sự ấm cúng và nguồn sinh khí mới cho ngôi nhà. Nó gieo vào lòng người niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Nhà nào đào bung nở rực rỡ thì càng may mắn, đào héo thì sẽ không được may mắn cho lắm. Nhưng dù thế nào, cành đào là không thể thiếu đâu các bạn ạ. Chắc lúc đấy là Lộc không được quyết ạ. Như bố em bảo ấy, thì là Lộc, em không biết là lý do kiêng chắc là từ ngày xưa rồi. Bố mẹ mình cứ bảo là không được quét rác, tại vì quét rác là quét hết tài lộc, quét hết tiền bạc, các thứ này kia ra ngoài, nên là mình cũng không bao giờ mình quét rác. Kiểu như là tài sản, tài lộc của năm trước. Thực ra thì trong ngày Tết thì tất cả mọi thứ mình nghĩ nó đều có một cái ý nghĩa gì đó gọi là may mắn trong nhà của mình, và nó đều đang là những cái thứ mà thuộc về nhà của mình ấy. Cho nên là nếu mà mình quét nó đi thì lỡ đâu mà mình quét luôn cả vận may của mình đi thì sao? Và quét luôn cả những cái tài sản của mình luôn. Không biết nhà các bạn thế nào, chứ nhà mình mẹ sẽ cấm quét nhà trong 3 ngày Tết. Nếu rác nhiều quá thì cũng sẽ chỉ dồn vào góc nhà thôi chứ không đổ. Thậm chí, một số nhà người quen mình biết, sau khi lau dọn nhà cửa sạch sẽ vào ngày 30 Tết, thì còn cất chổi đi đến hết mấy ngày Tết mới lấy ra dùng. Sở dĩ có phong tục này là vì người ta nghĩ quét nhà là quét đi tài lộc. Khi hốt rác trong nhà đổ đi thì thần tài sẽ đi mất. Nhưng tại sao lại như vậy? Các bạn có nhớ số lần trước mình kể về sự tích ông thần tài không? Tục này là do có câu chuyện người lái buôn tên là Âu Minh. Trong một lần đi qua hồ Thanh Thảo thì được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Từ khi Như Nguyệt về, nhà Âu Minh chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Nhưng bỗng vào một ngày mùng 1 Tết nọ, vì lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt quá sợ hãi chui vào đống rác và biến mất. Kể từ đó, Âu Minh làm ăn luôn thua lỗ, sa sút, chẳng mấy chốc trở nên phá sản, nghèo xác nghèo sơ. Người ta cho rằng Như Nguyệt chính là thần tài, nên lập bàn thờ để thờ vị thần này ngay ở góc nhà. Trong 3 ngày Tết Nguyên Đán, cũng không ai quét rác đổ đi vì sợ thần tài sẽ đi mất. Tất nhiên, đây chỉ là một sự tích mà thôi, nhưng người dân thì vẫn duy trì nó như một nét văn hóa vậy. Cá nhân mình nghĩ tục kiêng quét nhà, đổ rác ngày Tết ngày nay lại khá hợp lý. Vì ngày nay, công nhân vệ sinh không thu gom, họ cũng phải nghỉ ngơi để vui xuân đón Tết mà. Thành ra tục lệ này cơ bản cũng ổn đấy chứ. Tết cổ truyền ở nước ta vốn dĩ có rất nhiều phong tục tập quán. Đôi khi chúng mình biết đấy, mà không rõ nguồn gốc của chúng ra sao. Hy vọng sau số WeWhy tuần này, các bạn đã có thêm một góc kiến thức mới. Và đừng quên tìm hiểu những điều hay ho khác trong các số WeWhy tiếp theo nhé. Chúc mừng năm mới và xin chào và hẹn gặp lại!